Đây cứ cầm thế này con. Con uống nước mà không ổn chất. Đây đứng đây đứng đây thôi. Ngồi vào ghế chồng. Đi đâu hả? Alo alo. Và bây giờ sau khi đoàn mình đã ăn uống thì mình đã có thể lên đường, mọi người đã mệt sáng nay dậy sớm. Đấy, và bây giờ em xin tặng đoàn thêm hai bài thơ nữa. Một bài nói về hòa bình thế giới và một bài nói về tình yêu đôi lứa. Em xin đọc bài Hòa bình vĩnh cửu muôn đời phồn vinh. Mong trời mưa xuống quốc tiên để cho nhân loại sống yên hiền hòa, loài người không còn bất hòa, không còn hận thù như là trước đây, không còn chinh chiến đó đây, chiến tranh chấm dứt hòa bình bền lâu, nhân loại đã hết lo âu, từ nay hạnh phúc muôn đời phồn vinh. Em xin đón bài thứ hai là bài về chủ đề tình yêu ạ. Bài này có tên là Tình yêu vạn sự tùy duyên. Tình yêu vạn sự tùy duyên, nếu mà duyên có sẽ thành một đôi. Thôi đừng nhiều chuyện chăng sao, biết đâu lấy được Thúy Kiều thì sao. Vậy nên cứ sống thanh cao, trời cho số hưởng không sao đâu mà. Vậy nên mình cứ tà, chẳng cần phải vội như là chạy đua, không cần phải thắng với thua. Duyên trời đã định không mua được tình, Thúy Kiều đã đến với mình. Tình duyên viên mãn trường thọ bình an, rồng phượng một cặp trời ban, lưu danh sử sách hương lan tỏa nhiều. Từ nay đời lên như diều, phúc lộc như núi muôn đời phồn vinh. Em có mấy câu đố nhỏ. Nghe thì rất đơn giản. Nhưng mà không biết là mọi người có trả lời được không. Nhưng mà kể cả không trả lời được thì không sao, vì cái kiến thức này là nhà trường không dạy. Nếu mọi người có thể cho em biết là vì sao loài người phải mặc quần áo, và cái mục đích mặc quần áo của loài người để làm gì. Đấy, câu hỏi đơn giản thôi. Che mấy cái nhạy cảm. Không phải. Thì em xin trả lời câu này. Em nghĩ câu này không, rất ít người trả lời được, kể cả những người đến trình độ tiến sĩ. Bởi vì cái câu hỏi này nó liên quan đến cái lịch sử tồn tại và phát triển của thế giới loài người. Vì chúng ta biết ấy, khi một em bé mới được sinh ra thì cái cô hộ lý cô phải lấy cái tã lót, cô ấy quấn vào cái em bé đấy. Và như vậy cái quần áo tã lót đấy chính là cái quần áo đầu tiên của loài người, tại vì là chưa biết kích thước nó nhỏ to lớn bé nào mà dùng tã lót. Thế thì trước đây thì loài người là một động vật có vú, thì lúc đó thì là chưa có quần áo. Mà loài người cái thời kỳ sơ khai là sống bằng cân bằng tự nhiên, tức là săn bắt và hái lượm. Thế thì vì loài người theo các nhà khoa học là ăn phải một cái loại thực phẩm trái cây nào đó là hoạt động tình dục rất nhiều, sinh sản quá nhanh, cho nên là cái thực phẩm trên cây không đủ, phải nhảy xuống đất để kiếm ăn. Thế đến khi xuống đất để kiếm ăn thì loài người sống bầy đàn. Tại sao phải sống bầy đàn? Nếu không sống bầy đàn, những cái thú dữ như là voi, hổ, cá sấu rồi chim ưng nó sẽ ăn thịt, nó phải sống bầy đàn. Thế nhưng trải qua vài triệu năm thì loài người đã nắm được quyền thống trị trái đất thông qua việc là phát minh ra các cái vũ khí như là dao, mà mát rồi gậy gộc các thứ vân vân. Cái một điều là một cái nguyên nhân đặt ra là bây giờ cái cân bằng tự nhiên nó không đủ của cả vật chất cho loài người để tồn tại trong tự nhiên. Cái loài người bây giờ làm cách nào để giảm cái tốc độ tăng trưởng dân số, thì như chúng ta đã biết là khi chúng ta không mặc quần áo thì nó sẽ kích thích cái ham muốn về tình dục. Thông qua mắt nhìn thấy các cơ quan sử dụng sẽ nghĩ tình dục và sẽ quan tình dục và sẽ đẻ nhiều. Bây giờ phải làm nào là triệt tiêu cái đó, và loài người đang nghĩ ra cách là phải che các cơ quan sinh dục bằng các cái lá cây, che phần dưới, sau đó che cả phần trên, sau đó đến vỏ cây, sau đó bắt đầu mới dệt các sợi lanh, sợi tơ tằm, sợi cốt tông thành quần áo. Và như vậy loài người đã can thiệp vào tự nhiên, thì cái bộ lông rậm rạp mà trước đây thay thế quần áo nó biến mất,
Và bây giờ loài người đã hoàn toàn bị lệ thuộc vào quần áo. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái điểm khác biệt duy nhất của loài người với động vật có vú là gì? Chúng ta có lý trí. Tức là thì loài người đã biết cách kiềm chế bản thân, kiềm chế dục vọng, cho nên đã phát minh ra quần áo. Khác với các động vật có vú, nó không có lý trí, nó sống bằng bản năng. Như vậy loài người luôn luôn sống là lý trí kiểm soát bản năng, lý trí điều khiển bản năng, lý trí thống lĩnh bản năng. Nếu như một lúc nào đó, ví dụ như chúng ta uống rượu say hay là sử dụng chất kích thích, thì cái lý trí nó sẽ bị lu mờ đi và bản năng nó trỗi dậy, nó sẽ chi phối lý trí và có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Ví dụ như chúng ta sẽ vi phạm pháp luật này, rồi việc này việc kia vân vân. Và đấy là cái nguyên nhân vì sao loài người đã phát minh ra quần áo. Làm chứ đấy là đúng câu hỏi là che bộ phận nhạy cảm nữa còn gì nữa, có phần thưởng. Em chưa hết ạ? Vâng. Câu chuyện thứ hai mới có một mà. Tắt điện.